sản dư trên khóa Miss Grand International Song Music Day. ขอบคุณท่านท่านชาวไทยที่สนับสนุนนะคะChiều 11 tháng 1 năm 2022, Thùy Tiên đã có buổi giao lưu cùng người hâm mộ và diễu hành mừng ngôi vị Hoa hậu Hòa bình Thế giới mà cô đạt được vừa qua. Khá đông người dân đã tập trung tại điểm xuất phát để chào đón người đẹp. Thùy Tiên diện áo dài màu vàng, đội vương miện 12 tỷ đồng xuất hiện trong vòng vây của người hâm mộ. Người đẹp không giấu được sự xúc động của mình. Mình có thể dành thời gian tới đây để cùng ăn mừng cùng Tiên, và mặc dù là Tiên đã đáng hơn cũng có một tháng hơn rồi, nhưng mà vẫn nhận được sự ủng hộ của mọi người như vậy, rất là Tiên thật sự là rất là vui mừng. Và thật sự là hôm qua cũng rất là lo, không biết là tới đây, không biết là mọi người có còn nhớ Tiên không, hay có nhiều người tới đây để có thể cùng chung vui cùng Tiên hay không, mà hôm nay gặp mọi người ở đây thật sự là vừa bất ngờ vui mừng và vui hạnh phúc. Tiên sẽ cố gắng làm cho mọi người, làm cho Việt Nam tự hào về những điều của mình. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Trước khi xuất phát, Hoa hậu đã nán lại chụp ảnh ký tặng fan. Nhiều người hâm mộ mang theo ảnh, banner và liên tục hô vang tên Thùy Tiên, khiến những người đi đường cũng hiếu kỳ nán lại. Sau đó, Hoa hậu Hòa bình Thế giới ngồi trên xe buýt 2 tầng có in hình cô lúc đăng quang, diễu hành qua một số trục đường lớn, hướng về nhà thi đấu Phú Thọ, thành phố Hồ Chí Minh. Còn người hâm mộ nối đuôi bằng xe máy và hô vang tên cô. Trước đó, Thùy Tiên đã đáp chuyến bay từ Bangkok, Thái Lan về Đà Nẵng hôm 6 tháng 1 năm 2022 và cách ly 3 ngày theo quy định. Sau đó, cô có buổi gặp Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng đại diện Cục Nghệ thuật biểu diễn để báo cáo thành tích, công việc sau khi đăng quang Miss Grand International trong đêm chung kết tại Thái Lan hồi tháng 12 năm 2021.